Xin mời lớp chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa lớp, chúng ta đã trải qua gần 3 tháng của lớp học Bát Chánh Đạo. Theo như kế hoạch thì tầm sau rằm tháng 7, đầu tháng 8 là sẽ bế giảng cái lớp này để nâng lên lớp cao hơn và cũng sẽ chiêu sinh một lớp mới. Tối hôm nay trong khuôn khổ của lớp học thì thầy dành một tiết để ôn tập cho lớp. Rồi có thể thứ sáu thì mình thi, hoặc nếu không ấy là từ tuần sau để thầy ngồi phương giảng thêm một tuần, có thể thầy dặn dò gì đó, rồi thứ tư tuần sau nữa mình thi. Trách nhiệm của ban cán sự, ban điều hành là phổ biến nội dung này cho lớp, giúp cho quý thầy. Và cố gắng một lần nữa, mọi người cố gắng đi học, cố gắng đến để thi. Nói trước lắng cõi ở lại đâu, nhưng mà mình phải thi, thấy không? Tối hôm nay ở trên bảng là cái đề cương 80 câu hỏi. Đây là những câu hỏi mà thầy lấy lại từ trong cái cuộc thi cư sĩ Phật tử giỏi của thành phố Hồ Chí Minh do Thần Hội tổ chức. Hiện tại thì thầy đang có sửa khoảng hơn 10 câu. Cho chính vì vậy mà có một số câu hỏi nó nằm hơi bên ngoài nội dung đã được học, và có một số nội dung được học thì chưa thêm vào. Nhưng mà vì nó, thời gian nó không có, thầy mới soạn có 2-3 tiếng đấy thôi. Có thể trong tuần tới thầy sẽ cập nhật thêm một số câu hỏi. Nhưng mà về cơ bản cái này là nó chiếm 80 câu hỏi, thì chúng ta sẽ làm từ 45 cho tới 60 câu trắc nghiệm và một câu tự luận. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn và chúng ta sẽ đi từng câu một. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất: muốn tiếp nhận đạo Phật một cách trọn vẹn phải tu tập như thế nào? Đáp án thứ nhất là thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, học lời Phật để định tâm, hiểu lời Phật để ngộ thâm lý, và noi hạnh Phật để đạt những gì Phật đạt. Câu D là tin Phật, quy ngưỡng Phật và cầu nguyện Phật. Câu 2, Đức Phật đã dạy gì cho hàng đệ tử trong sự tu tập giải thoát trước giờ phút nhập diệt? Thứ nhất là hãy thờ cũng lại ta, ban ta, ta sẽ ban cho sự giải thoát, siêng năng niệm danh hiệu ta để được giải thoát. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tinh tiến tu tập để tự giải thoát. Hay là trong ba phần của thế gian trụ trì tam bảo, Phật nào cái phần nào cần thiết nhất cho sự tu tập của chúng ta? Thầy Ngũ Phương có dạy để làm người Phật tử dễ thương, đúng không? Thứ nhất là thế gian trụ trì tam bảo, Phật bảo, thế gian trụ trì pháp bảo, thế gian trụ trì tăng bảo. Và D là ABC đều đúng. Các vị cứ nhớ nội dung chứ đừng có nhớ cái đáp án, có thể thầy sẽ tráo. Thầy sẽ tráo cái trong câu hỏi, trong cái đề thi. Ở đây không phải là câu D, vì thầy chưa sửa kịp. Trong ABC các vị chọn cái nào? Bây giờ chỉ chọn một cả trong ABC. Ai cho là Phật bảo giơ tay coi. Ai cho là một người, hai người, ba? Ai cho là pháp bảo? Ai cho là tăng bảo? Thầy rất tiếc là số đông là sai. Đức Phật từng dạy một câu là hãy lấy pháp làm thầy. Những người sống ở cái nơi không có tăng họ vẫn có thể tu tập. Câu 4, trong lễ quy y trước Đức Phật và chư tăng, chúng ta phát nguyện tu tập. Vậy trong hai ngôi, ngôi nào giúp ta giữ lời hứa trọn vẹn hơn, Đức Phật hay là chư tăng? Đáp án là AB đều đúng, đáp án là AB đều sai. C hay là AB hay là C hay là D?
Đức Phật có góp phần giúp ta giữ trọn lời hứa không? Các thầy chư tăng có giúp ta giữ trọn lời hứa không? Chư tăng không giúp hả? Chư tăng ngồi chứng minh làm gì? Cho nên đáp án ở đây phải là A, B đều đúng. Các vị nhớ nội dung, đừng có nhớ cái đáp án thầy sẽ tráo, thầy nói trước. Câu 5. Trong đêm mùng 8 tháng 2 âm lịch, Thái tử Tất Đạt Đa đã vượt thần xuất gia vì Ngài đã ngộ ra cái lý gì? A là lý vô thường, B là lý nhân quả, C là lý luân hồi và D là lý sinh tử. Ai cho là D? Ai cho là C? Cái này thực ra cái đáp án, cái đề của người ta làm thì không hài lòng lắm đâu, nhưng mà có để ôn tập cái đã. Ai cho là đáp án B? Và ai cho là đáp án A? Giỏi quá. Hãy nhớ lại cái câu chuyện Ngài đi bốn cửa thần và Ngài thấy cảnh người ta già yếu bệnh, rồi Ngài nghĩ Ngài cũng sẽ bị. Thực ra lý sinh tử là cái lý gì thầy cũng chưa biết. Chúng ta chỉ biết về cái chuyện sinh tử, chứ còn trong Phật Pháp người ta ít nghe nói đến lý sinh tử. Đáp án 6, câu 6. Trước chư tăng, người Phật tử pháp tâm hứa cúng dường tịnh tài tịnh vật, nhưng sau đó bất chợt làm ăn khó khăn quá, không đủ tiền, người đó cần phải làm gì để thích ứng với hoàn cảnh? A là mượn nợ để cúng dường, B là ở nhà không dám đến gặp mấy thầy, C là đến trình bày sự thật về hoàn cảnh khó khăn nên không thể cúng dường trong lúc này, và D là cứ hứa đại đi bất chấp lời hứa. Câu 7. Hãy minh định, tức là xác định rõ danh hiệu ba vị Phật trong tam thế Phật. Thứ nhất là Phật Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. Thứ hai là Phật Thích Ca, Di Đà và Di Lặc. C là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Dược Sư và Phật Ca Diếp. D là A, B, C đều đúng. Ai cho là câu B giơ tay coi. Rất là ít người. Ai cho là câu C? Ai cho là câu A? Thầy rất là tiếc. Câu A là câu Di Đà Quan Âm Thế Chí. Ta thường nghe là Tam Thánh, Tây Phương Tam Thánh, ba cái vị mà niềm tin tịnh độ, tin là sẽ rước về sau khi chết. Còn ba vị Phật của quá khứ, hiện tại, tương lai ở đây chính là quá khứ là Phật Di Đà, hiện tại là Phật Thích Ca và tương lai là Phật Di Lặc. Câu 8. Sự thờ cúng Phật giúp cho đời sống chúng ta như thế nào? A. Giúp cho ta hóa giải, giải họa tăng phước. B. Được Phật che chở, ta mặc tình làm việc xấu không sợ tội. C. Được gương sáng trước mắt noi theo, tránh làm ác làm lành, sống trong sạch có đạo đức. Và C. Được nhẹ nhàng và có phước. Phải nói là Phật. Ai cho là câu C? Ai cho là câu D? Câu D đâu? Không có. Ai cho là câu B? Thầy rất tiếc. Câu C vẫn là câu chính xác. Câu thứ 9. Trong đêm thứ 49, Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới cội cây Bồ Đề, lần lượt chứng những quả gì? Quả Thinh Văn, Duyên Giác Bồ Tát, quả A-La-Hán, quả Bồ Tát, quả Phật, quả Túc Mệnh Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh, và D là quả An Lạc Giải Thoát. C phải không ạ? Câu 10. Danh xưng thông thường nhất để gọi thầy bổn sư, y chỉ sư hoặc các vị tăng thân cận là gì? A là thầy, B là hòa thượng, C là đại đức và D là thượng tọa. Giỏi quá. Câu 11. Đó là lý do mà ở nhiều nơi thầy làm lễ họ cứ nam mô, cứ bật đại đức mình nghe nó khó chịu lắm. Thầy nói thưa thầy đi cho nó gần gũi, thấy không? Chính thầy thiền sư nhất thận về nước, Ngài cũng nói là hãy gọi tôi bằng thầy cho nó gần gũi. Câu 11. Trong Phật học phổ thông, trong cái phần sám hối có trích dẫn kinh Quán Phổ Hiền nói rằng muốn sám hối phải quán thật tướng của các pháp, vậy thì tội mới hoàn toàn tiêu diệt. Vậy câu kinh này đề cập pháp sám hối như thế nào? Thứ nhất là tác pháp sám hối, B là thụ tướng sám hối, C là vô danh sám hối,
D là hồng dân sám hối. Thầy nhầm câu B là thật tướng chứ không phải là thủ tướng nhá. Thủ tướng thì không biết sám hối đâu. Câu A là tác pháp, câu B là thật tướng, câu C là vô dân và câu D là hồng dân. Đáp án nào? Ai cho là B giơ tay? Ai cho là A? A một mấy người? Ba người. Ai cho là D? Rồi, cảm ơn cái chưa học, thầy sẽ nói sơ. Thứ nhất là tác pháp sám hối. Cái chữ Hán chữ tác tức là làm. Tác pháp tức là cái nghi thức cần phải làm trong cái sám hối. Giống như mình tác pháp cúng dường ấy, quỳ xuống kính bạch chư tăng, hôm nay gia đình chúng con có duyên sự, xin đầu thần đảnh lễ tác bạch, lại xuống một lạy rồi quỳ xuống nói. Nghi thức từng bước một như thế gọi là tác pháp. Thứ hai là thập tướng, tức là ta đi sâu vào trong cái chuyện sám hối và ta hiểu rằng tội từ tâm diệt mà đem tâm sám. Tâm mà được tịnh rồi thì tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không. Như thế mới thật là chơn sám hối. Có lần thầy con giảng chuyện sám hối, không trong bài giảng thầy con nói như người nằm mộng ấy, thế mình bị bệnh rồi đi gặp thầy thuốc để chữa bệnh, nhưng khi tỉnh giấc mộng rồi mới biết là bệnh cũng không, mà lần bệnh cũng không. Như thế gọi là thập tướng sám hối. Bởi vì cái tội mà nếu như nó có hình thù, nó không thay đổi, thì ta có sám hối đằng trời nó cũng không hết. Bản chất của cái tội nó cũng là vô thường. Cho nên ai mà bị cái tội quá khứ ám ẩn mình, Đức Phật dạy không nên như thế. Đó là chưa nói cái nhận thức rằng sau khi ta chết, cái linh hồn này nó sẽ chịu cái tội đó và nó đi theo, nó nhập vào trong cái thai khác để cho mình sinh ra một cái thân mới chịu cái tội. Đó là một cái quan điểm sai lầm mà nhà Phật gọi là chấp thường. Dĩ nhiên không có cái linh hồn bất diệt như thế, nhưng cũng không hoàn toàn là không dính líu. Chính những gì mình làm trong đời sống này nó tạo thành một cái động lực, nó đẩy mình đi khi mình chết, đi đầu thai. Nó có vừa không phải thế. Cho nên câu này đúng thì phải là thật tướng sám hối, không? Còn hồng danh sám hối tức là danh hiệu của 98 vị Phật Bồ Tát ở trong kinh ta thường lại. Đấy. Câu 12, Đức Phật dạy ngũ dục của thế gian đều như khúc xương trần. Các vị nghe thầy kể chuyện này rồi đúng không? Con chó gặm cục xương ấy. Vậy ngũ dục là gì? A. Tài, danh, sắc, thực, thủy. B. Nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, tịch thu, vợ con phá của. C. Sắc, thọ, tượng, hình thức. Và D là A, B, C đều đúng. Đáp án là gì? Ai cho là C giơ tay? Ai cho là B giơ tay? Ai cho là A? Thầy rất tiếc những người có đáp án A, bởi vì A mới là đáp án chính xác. Sắc, thọ, tượng, hình thức là năm cái đối tượng của trần cận, mà khi năm sáu cái giác quan của mình tiếp xúc thì nó sẽ tạo nên ý thức. Mắt mình nhìn thấy sắc, nó sẽ sinh ra cái tâm yêu mến chẳng hạn và bị trói buộc vào đó. Đó là trần cận chứ không phải là ngũ dục. Tài là tài sản, sắc ở đây tức là sắc đẹp, hình thù. Danh tức là tiếng thơm, thực là ăn uống, thì là ngụ nghĩ. Con người sống trên đời hầu như không có cái thú vui nào nó thoát khỏi năm cái thứ này. Câu 13, thân thế nhân khổ vì bệnh chấp thường còn không mất. Như vậy Phật dạy phương pháp quán tưởng gì để giải trừ cái căn bệnh đó? A là lý nhân quả, B là lý luân hồi, C là lý vô thường, D là lý vô ngã. C. Ai cho là C? Giỏi quá. Ai cho là D? Ai cho là A? Câu này thực ra khi ta lý luận ta có thể chọn đáp án là D như thường. Bởi vì không, thông thường khi mà làm bài luận ta có thể chọn đáp án D và ta lý giải. Khi ta không còn chấp ngã, ta không còn chấp vào thân mình, không còn chấp vào sở hữu của mình, thì
thì ta cũng sẽ vượt thoát đau vô thường, đau khổ như thường. Tuy nhiên ở cái mức độ cạn hơn thì vẫn chọn là đáp án vô thường. Tại vì khi ta hiểu được vạn vật nó vô thường thì nó thay đổi, ta không buồn, không khổ. Có một câu là đã biết đời là vô thường mà sao còn khổ, đúng không? Câu 14, phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ là gì? A. Nhẫn nhục và từ bi. B. Ít muốn và biết đủ. C. Vị tha và hoan hỷ. D. An phận thủ thường. Ai cho là đáp án B giơ tay. Phật tử là mặt trên đảo quá giỏi. Ai còn đáp án khác? Ai đã cho là đáp án D nào? Câu 15, nhân quả được hình thành bởi nhân, duyên và quả. Sau khi đã gieo nhân, muốn chuyển quả nên chú trọng phần nào? A là nhân, B là duyên, D là quả. Và D là A, B đều đúng. Ai cho là đáp án A? Ai cho đáp án B? Ai cho đáp án C? Và ai cho là đáp án D? Thật ra thầy cũng hiểu câu này người ta ra như vậy là gì. Tại vì mấy câu này thầy chưa có review lại. Tuy nhiên ở đây cần phải hiểu chữ duyên là hẳn nhiên đúng rồi. Nhưng chữ nhân ở đây ta phải hiểu nó có nghĩa là gì. Cái nhân ta đã gây rồi đã đần, nhưng ta có thể gây nhân khác để bù cho cái nhân cũ. Câu trong câu chuyện Mục Kiền Liên, Mục Liên xuống địa ngục thăm mẹ, thì Phật có hỏi, hôm trước có ai nghe bài giảng đó ở trên mạng không? Mục Liên hỏi mẹ là con cúng tế vậy bà có hưởng, mẹ có hưởng được gì không? Bà nói là vô ích con ơi, chỉ có cách làm cái nhân khác để bù vào thôi. Thầy hiểu chỉ nhân này tức là nhân phải nhân trước, làm nhân khác để bù cho cái nhân cũ. Và đó thực ra cũng nằm trong duyên. Cho nên các vị nhớ nội dung nhá. Thầy ra đề thi thì thầy sẽ không ra chung chung thế này để cãi nhau đâu. Thầy sẽ chỉ lại một lần nữa để chỉ có một đáp án đúng nhất mà thôi. Ở đây ta tạm thời chọn đáp án D, là cả A, B đều đúng. Nhân khác để bù cho cái nhân cũ. Cái duyên ấy, ở đây ta hiểu rằng cái thứ nhất, cái vế thứ nhất là nhân quả đã hình thành, đã được hình thành bởi nhân duyên quả. Tức là khi ta đã lệ gieo quả đắng, gieo cái nhân đắng thì về lý thuyết nó sẽ ra quả đắng mà thôi. Lâu hay mau, khi nào đủ duyên nó sẽ ra. Ta không biết khi nào nó ra. Nhưng bây giờ ta lệ gieo nhân mà quả chưa đến, mà ta biết Phật Pháp, ta biết được ta đã từng gieo nhân, ta sẽ phải gặt quả. Cho nên ta nỗ lực thay đổi trong hoàn cảnh bây giờ, thì ta nỗ lực tạo những cái nhân mới, những cái duyên mới để bù đắp cho cái cũ. Thầy lấy thí dụ, ta lỡ đánh một người, nó thù mình. Vì lý thuyết là thế nào gặp mình nó cũng đánh mình như thường này. Đấy là nhân quả. Đã lỡ gieo rồi, ta không thể làm gì khác. Nhưng ta biết vậy, ta lo cải vãng tu lai, gặp ai ta cũng tốt, gặp ai ta cũng giúp. Một ngày đẹp trời trong căn đường vắng, nó gặp mình, nó tính quấn mình. Như gặp hai ba người đi đường nhớ mặt mình, ôm thầy này hay cho mình tiền này, họ nhảy xuống họ can cho mình, thế là mình khỏi bị đánh. Về lý thuyết nhân quả đã gây nó vẫn diễn ra, nhưng có những cái nhân mới, những cái nhân mới, những cái duyên mới ta tạo, nó sẽ giúp cho mình hóa giải. Có một câu chuyện khác trong kinh Đức Phật dạy, giống như ta có một nắm muối mà ta cho vào trong bát nước nhỏ thì một nước muối rất là mặn, ta không thể uống. Nhưng mà ta không thể thay đổi cái kết quả đó, mà ta xuống sông ta múc thêm một xô nước thật lớn, rồi ta cho cái chén muối, nước muối vào trong xô, ta có thể uống được. Nếu như ai siêng sắc được vài ba xô thì ok, không sao. Đó là ý nghĩa của ta tạo nhân khác, tạo duyên khác để giúp cho mình hóa giải. Trong bài Nhân Duyên Quả thầy từng nói rằng là nhân quả nó có tính năng triệt tiêu nhau, tức là bù đắp cho nhau. Hả? Câu 16, khi tạo duyên cùng đặc tính với nhân thì quả sẽ thế nào? Đọc kỹ câu hỏi, khi tạo duyên cùng đặc tính với cái nhân thì quả sẽ thế nào? A. Quả tăng thêm. B. Quả giảm xuống. D. Không tăng không giảm.
và D là A, B, C đều đúng. Ai chọn đáp án B? Một người. Thầy anh rất tốt nhưng thầy rất tiếc. Ai chọn đáp án A? Cũng rất là ít, thầy cũng rất tiếc. Ai chọn đáp án C? Không tăng giảm. Rồi ai chọn đáp án D? Tại sao lại có nhiều ý kiến như vậy nhỉ? Có lẽ các vị chưa hiểu câu hỏi. Khi đã tạo duyên có cùng đặc tính với cái nhân thì quả sẽ thế nào? Ta hiểu cái đặc tính tức là khi ta đã tạo một cái nhân tốt này, rồi ta tạo thêm những cái duyên tốt nữa, ta đã gieo cái hạt giống xuống ruộng là gieo cái nhân, nhưng ta tạo thêm những cái duyên nó tương đồng với chuyện xây dựng trồng cái hạt lúa bằng cách thêm nước, thêm phân, thêm sự tạo tình, thì đó là cái duyên nó cùng đặc tính với nhân, thì quả nó sẽ thế nào? Ừ, xin mời Hiếu. Ở đây á, không, câu hỏi đó là một, hôm nay chính vì vậy mà thầy dành, thay vì giảng thầy dành chúng ta ôn tập và chúng ta sẽ chia sẻ những vấn đề này. Tất cả những hành động mà bạn hiểu và đề xuất nó đều có chung một đặc tính là làm cho bớt nóng đi, đúng không? Trời nóng ta tăng bật máy lạnh thì phòng nó sẽ mát, mà ta chưa đủ nóng ta quạt thêm cho nó mát, mà vẫn chưa đủ nóng ta mang thêm nước đá vào cho ta mát hơn. Về mặt lý thuyết của chuỗi hành động đó, nó cùng đi về một chiều, và về lý thuyết là nó không có tạo phản ứng phụ. Tuy nhiên vấn đề như mình suy nghĩ, nước đá nó sẽ chạy tràn lan trong phòng làm phiền lòng nhau, cái đó là mình đang suy diễn ở hướng khác mà thôi. Thí dụ nhé, cái phòng nó quá lớn, phòng lớn gấp 10 lên phòng này, mà chỉ một máy lạnh bật thì nó vẫn chưa đủ mát, người ta chưa có thỏa mãn, họ lấy thêm cục đá họ ngồi họ quạt cho họ, chuyện đó không ảnh hưởng. Ta hiểu rằng ta tạo thêm những duyên nào cùng đặc tính, tức là đi về cùng một chiều với cái nhân, thì cái quả nó ra thì nó sẽ tăng lên. Ta phải hiểu về mặt lý thuyết, ta không nên chấp chặt vào những cái suy diễn mà nó có tính cách ngược lại. Dĩ nhiên cái gì nó cũng sẽ có những cái phản ứng. Xin mời bạn. Cái đó bạn phải hiểu rằng cái khuyên đó, như ta hiểu rằng cái khuyên là một cái ước muốn, nhưng mà khuyên như thế nào là phương pháp và trí tuệ. Ta khuyên hoài nó sẽ chán, nó bỏ đi chẳng hạn như thế. Khi đó thì ta sẽ phải nhìn nhận vấn đề đó ở nhiều góc cạnh, chánh kiến chẳng hạn, phải có trí tuệ khuyên như thế nào. Ở đây khi ta lý giải cho câu hỏi này đó, là cha thì khuyên con học, mà mẹ thì khuyên con đi chơi game, đó là khi tạo cái duyên nó ngược lại, không cùng đặc tính với cái nhân. Còn trong cái câu hỏi này, chung ta hiểu là ta tạo những cái duyên nó đi cùng chiều với cái nhân, thì về lý thuyết nó sẽ cho ra cái quả nó tăng lên. Còn lại cụ thể thực tế từng vấn đề thì cần phải xem xét nó dưới nhiều góc cạnh. Chính như một vấn đề Đức Phật dạy trong nhiều bài kinh, ta sẽ thấy hình như nó khác nhau, nó thậm chí nó trái nhau. Có một ông thầy rất là chấp cái thân này, thân này là vô thường không đáng để quý. Đến gặp Phật ông nói cái thân đó là được cái thân nó còn khó hơn con rùa mù để gặp cái bồng cây nội, để họ phải trân trọng cái thân này để tu, dù nó làm chiếc bè để qua sông. Nhưng gặp cái người mà quá tham cái thân này, quá bừa bộn cái thân này, Đức Phật nói cái thân này là cái đại đừng qua cái thứ phân dại hôi thối, đáng gì đâu mà ông chấp. Đó là Đức Phật tùy căn cơ để ngài nói. Nhưng ta hiểu rằng về mặt bản chất Đức Phật không hề mâu thuẫn, nội dung ở đây cũng như thế nhá. Chọn đáp án là A. Câu 17, bốn đặc tính của nhân quả là gì? Nhân, duyên, quả và nghiệp. Nhân nào quả nấy, một nhân không thể sinh quả, nhân quả liên tục nối tiếp, nhân quả luôn biến chuyển. C, A, B đều đúng. Và D, thượng đế tạo, thần linh giám sát. Giống như là
nhân dân làm chủ, nhà nước đã lãnh đạo và nhà nước quản. Thượng đế tạo thần linh giám sát, vốn là định mệnh, cầu nguyện sẽ vượt qua, nhớ là chọn đáp án đúng nhất có thể. Ai chọn A? Vì sao lại chọn A? Kinh nào nói rõ nhân quả có bốn đặc tính này? Câu thứ B, câu B là nhân nào quả nấy, một nhân không thể sinh quả, nhân quả liên tục nối tiếp, nhân quả luôn biến chuyển. Ai chọn đáp án B? Chỉ có một người, nhưng thầy xin chúc mừng cái người duy nhất giơ tay. Đó là đáp án của câu của cái các câu hỏi này. Thầy xin nhắc lại một lần nữa, đây là bộ đề câu hỏi dành cho cư sĩ Hoằng Pháp Giỏi của Thần Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, mới thi cách đây khoảng 2 tuần. Thầy lấy về và thầy chỉnh sửa nhưng chưa hoàn thiện. Chúng ta chỉ dùng đây làm đề mục để mà phân tích. Cái A nó cũng đúng, nhưng mà không có cái gì để cam kết rằng nó là bốn đặc tính của nhân quả. Nhá. Mấy cái câu mà có nhiều đáp án sai này có thể sẽ không được thi đâu, yên tâm đi. Câu 18, sáu cõi phàm. Rồi, xin mời. Xin mời bạn hỏi. Một nhân không thể sinh quả. Bạn lấy cho thầy một ví dụ một nhân sinh ra quả xem nào. Bạn gieo một hạt xoài xuống giờ ruộng, xuống giờ cái vườn, nó có sinh ra được cái cây xoài không? Nếu như không có không khí, không có ánh sáng, không có nước, nó có sinh ra được quả cây xoài không? Không bao giờ một nhân sinh ra quả, nó phải có nhiều nhân cùng với hội tụ. Đó là lý do mà ta đọc trong sách là nhìn trong một chiếc lá ta thấy cả đại thiên vũ trụ. Xin mời bạn. Đâu ạ? Là duyên. Ví dụ, ta phải hiểu bản chất cái chữ duyên là gì. Duyên là một cách nói của nhiều nhân, đúng không? Hai ba cái nhân khác nữa cộng lại thì ta dùng một cái chữ khác. Cái chữ nhân ban đầu là chữ duyên. Bởi vì bản chất chữ duyên đó, cái chữ condition trong tiếng Anh ấy, là hợp của nhiều nhân khác bổ trợ, gọi là duyên. Bởi vì ta đâu có cái định nghĩa chữ duyên đâu. Duyên là hợp của nhiều nhân. Và cái câu hỏi này, bốn đặc tính của nhân quả là gì? A là nhân, duyên, quả. Thì ta lý giải thế nào về chữ nghiệp? Móc cái chữ nghiệp vào phía sau, ta không thể lý giải được chữ nghiệp. Để như chị hỏi này, câu hỏi là các đặc tính căn bản của nhân quả là gì mà ghi nhân, duyên, quả là chính xác 100%. Nhưng ở đây tự nhiên người ta ghi là bốn đặc tính của nhân quả là còn móc thêm sau cái chữ nghiệp. Ta không thể lý giải chuyện này. Nhưng mà cái câu B là cái câu mà tạm thời chấp nhận nhân nào quả nấy. Ở đây phải hiểu ở cái nghĩa rộng nhá. Đừng có nghĩ rằng con trồng lúa sao con mua được tivi, à, vậy là thua. Một nhân không thể sinh ra quả. Cái này ta cái câu một nhân không thể sinh quả và nhân quả luôn biến chuyển ở đây, hai vế này thì ta hợp là ta sẽ hiểu đó chính là nhân. Một nhân không thể sinh quả có nghĩa là muốn có quả thì phải có nhiều nhân. Nhiều nhân đó chính là duyên. Thầy cũng hơi có nhiều câu nó còn ơn trời hơn nữa cơ. Thầy sửa chưa kịp, thấy không? Chúng ta cứ tạm thời chấp nhận như thế. Dĩ nhiên thầy cam kết bài thi sẽ không có câu hỏi và đáp án nào mà chúng ta cảm thấy hoang mang. Câu 18, sáu cõi phàm luôn làm cho chúng sinh sáu cõi phàm làm cho chúng sinh luân chuyển là những cõi nào? Hiền thánh, A La Hán, Bồ Tát, Thân Văn và Thiên. Thiên nhân, Atula, Súc Sinh, Ngạ Quỷ và Địa Ngục. A B đều đúng. Trời người, súc sinh, ngà quỷ, phi công ở phi nhân và thần linh. Chọn đáp án nào ạ? Ai chọn đáp án A? Ai chọn đáp án C? Và ai chọn đáp án B? Đáp án đúng là đáp án B. Câu 19,
Bốn quả thân là những quả nào? Quả Thân Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Quả Hiền Thân, A-La-Hán và Bồ Tát. C. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-Na-Hàm và A-La-Hán. Ai chọn đáp án D? A, C đều đúng. Vì sao lại chọn đáp án C, đáp án D? Ai chọn đáp án A? Và ai chọn đáp án C? Xin chúc mừng số đông. Thân Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Đó là những cái bốn cái quả này là bốn cái quả tức là của người đã giải thoát rồi. Thực chất Đức Phật từ ngày chia ra ba cái cổ xe ở trong kinh Pháp Hoa đó là có Thân Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, tức là ba con đường tu tập của bậc thánh để thành tựu quả vị Phật. Còn mỗi quả thánh ở đây tức là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, tức là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Tu Đà Hoàn được định nghĩa là quả vị mà thất lai, tức là sẽ bảy lần luân hồi trở lại cõi đời. Sau bảy lần như vậy thì sẽ không còn tái sinh. Quả Tư Đà Hàm là quả được định nghĩa là nhất lai, tức là một lần lăn lộn lại cõi đời này nữa thì sẽ không còn lăn lộn. Quả A Na Hàm là bất lai, tức là không còn xuống những cái cõi dục giới phàm phu này nữa, nhưng các ngài có thể sẽ ở trên các cái tầng trời của các cõi thiền. Và A La Hán theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy là quả vị cao nhất. Phật cũng là một vị A-la-hán mà thôi. Nhưng mà khi Phật giáo phát triển, Phật giáo Đại Thừa thì xem rằng A-la-hán chỉ mới thành tựu được cái quả vị gọi là cái giai đoạn thứ nhất là tự tu tự chứng, chưa làm lợi được nhiều cho ai, cho nên phải trải qua hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn kiếp tu hành đạo Bồ Tát, tức là làm lợi cho chúng sinh. Khi thành tựu được công thành, công viên quả mạng thì sẽ thành Phật. Đây là cái khái niệm khá cơ bản Phật và A-la-hán mà cho đến bây giờ người ta vẫn còn tranh cãi nhau. Ta phải hiểu một chút về cái sự phân chia này. Trong kinh Nikaya rất nhiều bài kinh Đức Phật đã nói: này các tỷ kheo, có một chúng sinh ra đời vào thế giới này mà chúng sinh đó ra đời đem lại lợi lạc cho chư thiên và loài người, đem lại hạnh phúc cho số đông. Đó là ai? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Những bài đó ta thường được nghe trong các cái diễn văn Phật đạo. Chính Đức Phật đã xác nhận ngài là một A-la-hán. Nhưng mà khi Phật giáo phát triển, những cái bộ phái phát triển thì họ xem rằng cái tư tưởng đó là tiểu thừa, chỉ mới đạt A-la-hán là mới người biết bơi thôi, chưa cứu được nhiều người. Và cái ý của họ là muốn đem Phật giáo nó quảng bá ra cho quần chúng, vừa tu vừa đi, gọi là đi ba bước dắt họ theo. Thì mình vừa tu và mình đồ cho người ta, con đường đó gọi là con đường Bồ Tát. Tuy nhiên đi không khéo thì cả thầy cả trò lồn xuống hồ như thường. Đó là thực tế, thực tế cái phản ứng phù của Phật giáo phát triển. Ta một mặt ta ghi nhận hai quan điểm này, nhưng ngay trong cái việc mà vừa tu vừa độ, ta thấy Phật giáo bây giờ, Phật giáo phát triển, quý thầy trụ trì làm hoàng pháp dạy họ chưa chứng thánh, nhưng trên mọi đường họ đi họ đều đem theo bao nhiêu người cùng tu tập, cùng kết làm bà con quyến thuộc cùng nhau. Chết đi cho dù chưa chứng thánh nhưng đã bước về những cái nẻo đường. Nhưng mà nhiều người là bị làm dùng quá, không chịu tu mà cứ đi độ người ta, gọi là không biết bơi mà chạy xuống cứu người biết bơi, người chết đuối. Nó theo dân gian là đã đã xấu mà còn xa, đã sida mà còn xông pha đi hiến máu, kiểu đó. Cái kiểu đó là cái kiểu rất nguy hiểm. Mà ta một mặt ta vì ghi nhận cái sự phát triển, cái mặt khác nó cũng rất là nguy hiểm. Đó là lý do mà nhiều bài kinh Đức Phật dạy các thầy hãy biết sống một mình, hãy tu tập, hãy gọi là hãy sống độc cư để tự mình nâng cao năng lực, để rồi mới bước chân ra ngoài đời để hóa độ chúng sinh. Ha? Cái nào có cái hay ta biết như thế. Câu 20: luật nhân quả do ai tạo ra? Đấng tạo hóa, ngẫu nhiên tức là may rủi, thần linh, và là định luật hiển nhiên bất chuyển, không biến chuyển. Dễ rồi. Câu 21:
hiện trạng nhân quả đồng thời và nhân quả không đồng thời thuộc về đặc tính nào của nhân quả, nhân nào quả nấy, sự phát triển nhân và chậm từ nhân đến quả, hay C, trong nhân có quả, trong quả có nhân, và D là do nhân và hoàn cảnh. Câu này thầy phải coi đáp án người ta. Câu này chắc thầy cũng sẽ không đưa vào câu hỏi của mình. Đáp án của người ta là câu B, sự phát triển nhân và chậm từ nhân đến quả. Câu này thầy xin phép không giải thích, bởi vì thầy sẽ không đưa vào đề thi. Vậy đôi khi chính thầy cũng không hiểu người ra đề. Câu 22, luật nhân quả rất công bằng, tại sao có người hung dữ vẫn bình an, người hiền lành vẫn khổ sở? Liên hệ câu chuyện bao thân thiên và cậu bé mù. Do số phận, do thần Phật trừng phạt, do nhân tốt hay xấu trong quá khứ tác động với nhân gieo ở hiện tại phải chịu hoặc hưởng. Không cần nói thêm. Câu 23, luân hồi có nghĩa là thế nào? Qua các hình ảnh minh định sau đây. A. Bánh xe xoay tròn không ngừng nghỉ. B. Chúng sinh xoay vòng trong sáu cõi không dứt. A, B đều đúng. A, B đều sai. Ai chọn C nào? Rất là ít. Ai chọn A nào? Những người chọn A rất tốt, nhưng thầy rất tiếc. Đáp án vẫn là C. Bởi vì bánh xe mà xoay, mà nó chỉ là bánh xe xoay thì liên quan gì đến giáo lý nhà Phật? Giáo lý nhà Phật luôn luôn phải dính chúng sinh vào, dính cái khổ đau và con đường dứt trừ khổ đau vào. Cho nên đáp án phải là C. Câu 24, trong quá trình mà thầy trình bày các câu hỏi và giải thích đấy, ôn tập ấy, chúng ta có ý kiến thì cứ giơ tay nhé. Thầy cũng nói trước là không phải những cái câu này là hoàn toàn thầy soạn, thầy đang xin của người ta, mình cùng nhau giải thôi. Thế nào là nghiệp? Ý nghĩ hành động vừa mới bắt đầu, ý nghĩ hành động đã quen không thể bỏ, ý nghĩ hành động tạo tác đã lâu, hành động cố ý và hành động vô tình. Xin mời các cánh tay. Ai chọn D? Ai chọn B? Rất ít. Ai chọn A? Cũng rất ít. Ai chọn C? Sao kỳ quá vậy? Câu này ấy, thứ nhất là hai cái câu mà ý nghĩ hành động mới bắt đầu và tạo tác, hai câu vô duyên nhất, không liên quan. Lâu hay mau thì cũng là nghiệp. Chỉ còn hai câu này chúng ta sẽ lượng lự này. Ý nghĩ hành động đã quen và không thể bỏ được. Vì sao không thể bỏ được? Đó là cái câu làm cho mình không thể chọn đáp án B. Ta phải chuyển được nghiệp. Cho nên cái đáp án hành động cố ý và vô tình, tức là nghiệp mà có ý, tức là có cố tình và không nghiệp vô ý đấy, hay nghiệp vô. Tại vì người ta ra đề câu hỏi này là họ đã có cái đề cương ôn tập học cả năm, phải không? Mà nó thầy không đóng đề cương đó, mình không học theo đề cương đó. Nghiệp gồm có hai loại là gì? Biệt nghiệp và cộng nghiệp, ý nghiệp và thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp, và BC đều đúng. Ai chọn đáp án D? Chỉ có một cánh tay, thầy chúc mừng nhưng đã sai rồi. Ai chọn đáp án C nào? Một cánh tay. Ai chọn đáp án A? Thầy chúc mừng số đông. BC đều đúng nhưng mà không đủ. Vậy nhưng mà ý và thân thì miệng nằm ở đâu? 26, tình trạng ông bà cha mẹ làm con cháu chịu, gọi là cam làm mà quyết chịu, là có nghiệp nào góp phần vào đây? Nhớ góp phần, không phải là quyết định hoàn toàn. Biệt nghiệp, cộng nghiệp, nghiệp vô tình, nghiệp cố ý. Ai chọn đáp án B nào? Thầy chúc mừng số đông. Có ai có ý kiến khác không? Hôm trước liên quan đến câu chuyện này thảo luận ấy, thầy nhớ như thầy có nói một lần sau đó, có một số người không có chấp nhận cái chuyện là đời cha ăn mặn để con khát nước, bởi vì họ cho rằng là ai làm lấy chịu, vì sao lại như thế, đúng không? Nhưng ở đây ta phải hiểu hai chuyện. Nguyên gốc ở trong kinh Phật cũng có câu này, cũng có ý này, mà ta là thừa từ của nghiệp, ta là chủ nhân của nghiệp. Tuy nhiên khi đạo Phật truyền sang một số nền văn hóa như Việt Nam hay Trung Hoa,
Thì trong văn hóa nó có một cái khái niệm gọi là khúc xạ văn hóa. Khúc xạ tức là nó biến đổi một chút so với văn hóa gốc ban đầu. Hãy tưởng tượng ta bỏ một cái chiếc đũa vào trong ly nước, ta nhìn qua cái ly nước thủy tinh thì hình như chiếc đũa nó hơi gãy so với cái chiếc đũa ban đầu. Hiện tượng đó gọi là khúc xạ ánh sáng. Ta đi qua sông có cái mái chèo thả xuống dưới sông ấy, ta nhìn ta cảm giác mái chèo nó bị gãy, nhưng không phải, đó là khúc xạ ánh sáng. Cũng vậy, khúc xạ văn hóa là một là sự biến chuyển một phần nào đó của giáo lý ban đầu. Một mặt là nó phản ánh nhân sinh quan của con người, của cộng đồng trong cái môi trường đó. Mặt khác, nó còn truyền tải một ý nghĩa khác. Ý nghĩa này mang tính cách giáo dục xã hội, rằng ân mà làm ác, tôi chưa nói con anh có khát nước hay không, nhưng nếu con anh học theo tấm gương của anh thì đời đó cũng tiếp tục làm ác như anh, và đó là nhân để cho nó tạo quả đắng. Điều thứ hai thầy muốn nói với các vị, nếu như ta nghĩ rằng cha và con là hai người hoàn toàn khác nhau là ta chưa hiểu vấn đề. Người con chính là sự kế thừa của người cha, chính là sự hóa thân của người cha. Nhìn người con, người ta thấy được người cha. Và nhìn trong nguyên lý ta quán thì ta thấy rằng hơn một nửa người con chính là người cha. Cho nên người con khát nước thực ra cũng là người cha khát nước mà thôi. Ta tất bật cha và con là hai cụ thể hoàn toàn khác nhau thì ta chưa hiểu về cái nguyên lý bất nhị trong nhà Phật. Và thầy từng nói rác và hoa, thầy từng nói mưa và mây, không? Giọt nước và cái đám mây. Đứa bé trong bức ảnh cách đây 10 năm và ta, nó không là một mà không là hai. Hiểu như thế thì ta sẽ không thắc mắc về cái nguyên lý để cha ăn mặn, để con khát nước. Các vị hiểu không ạ? Câu 27. Hiện trạng ông bà cha mẹ làm mà con cháu chịu, còn có luật nào góp phần vào? Hai câu này giống mà khác nhau. Luật nhân quả, luật luân hồi, luật may rủi và luật VAT. Câu này ai chọn đáp án A nào? 27. Phải coi đáp án người ta. Ai chọn đáp án B? Ai chọn đáp án C? Ai chọn đáp án D? Câu này đáp án người ta cho là đáp án B, vừa nhân quả vừa luân hồi. Nhưng mà câu này thầy cũng đồng ý đâu, sẽ không có trong đề thi. 29. Không có 28 hả? Thế có 28 hả? Cái 29. Những nghiệp nào dẫn dắt con người đi đầu thai? Con này khó nè. Thầy mất đó, không sao đâu, kề nó đi, bỏ. Câu 29. Những nghiệp nào dẫn con người đi đầu thai? Tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp, cần tử nghiệp. Đáp án B, ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp. Đáp án C, nhân nghiệp, duyên nghiệp, quả nghiệp. Đáp án D, lập nghiệp. A, B đều đúng. Câu này khó. Câu 29, ha, thầy coi người ta. Rồi, ai chọn đáp án A? Tích lũy, tập quán, cực trọng nghiệp và cần tử nghiệp. Ai chọn đáp án B? Khoảng 5-7 cánh tay. Ai chọn đáp án C? 3-4 cánh tay. Ai chọn đáp án D? Cũng chừng đó cánh tay. Thầy sẽ giải thích cho các vị. Thế nào gọi là tích lũy nghiệp? Tức là những cái việc làm mà ta làm suốt cả cuộc đời mình, nó tích lũy cho mình. Và cái chữ tập quán nghiệp này thầy nghe lần đầu ấy, tức là nó thói quen. Còn cực trọng nghiệp tức là năm cái tội mà ta trong kinh hay nói là ngũ nghiệp ấy, làm giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chạy máu, phá hoại sự hòa hợp của chư Tăng. Và cần tự nghiệp là cái nghiệp mà phút cuối ta chết mà bị bốn nghiệp này. Thầy là giải thích từng nghiệp nhé. Có một thầy hỏi các tỳ kheo, có một tỳ kheo hỏi Phật, kiến bạch Đức Thế Tôn, thế lễ một ngày đi ra ngoài đường mà cái cây nó đằn con chết, bất đắc kỳ tự, thì con sẽ xin về hướng nào? Đức Phật đã trả lời: này các tỳ kheo, giống như một cái cây nó đang nghiêng về hướng nào, khi mà ta chặt đứt gốc nó,
mà không có các yếu tố ngoài cạnh bất ngờ tác động thì thông thường nó sẽ ngả về hướng mà nó nghiêng. Nhớ cái ý của Phật nói, khi không có một lực, một sự tác động nào, bất ngờ nào, là bởi vì cái cây nó đang nghiêng thế này, hơi nghiêng nghiêng về hướng đông, khi đi mà cưa đứt gốc mà lại có một cái cơn bão cấp 12 giật ngược về hướng tây, thì cái cây nó sẽ ngả về hướng nào? Về hướng tây, về hướng cái cây bão, cái cơn bão nó thổi, đúng không? Đấy, cái cơn bão thổi đó chính là cần tự nghiệp. Và cái cây nghiêng nghiêng thế này gọi là tích lũy nghiệp hay là tập quán nghiệp. Còn ấy, nghiệp cực trọng, tức là có những người làm rất nhiều việc thiện, Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, nói về cho cả đời ông tu tập nghiêm túc không phải vừa đâu, ông phải thuộc dạng top ten của đệ tử Phật đấy, nhưng mà ông chết ông đọa địa ngục, bởi vì ông trong rất nhiều việc ông làm thì ông có làm thân Phật chạy máu, phá hoại sự hòa hợp của chúng tăng, cái đó gọi là cực trọng nghiệp. Còn ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp nó cũng là đúng, nhưng mà nó không rõ bằng câu A. Và đáp án đúng là đáp án A. Người ta đáp án của đề người ta cho là đáp án A. Thầy đọc kỹ cái đáp án này. Hội thi giáo lý cư sĩ giỏi Phật tử thành phố tổ chức ngày 17 tháng 9 năm 2006. Nhưng mà thầy mới lượm được cái chiều, phải không? Chúng ta cứ ôn như thế để có kiến thức để nhớ lại mà thôi. Bởi vì nói cứ có những bài giảng cứ nói thao thao bất tuyệt, nhiều khi các vị không có nắm được những cái nội dung chính. Thầy hứa là đề thi 45 câu thầy sẽ tuyển chọn kỹ lưỡng, câu nào có học thì sẽ có thi, và ít nhất là 70% sẽ có trong bài này. Câu 30. Trong bốn nghiệp dẫn con người đi đầu thai, nghiệp nào vẫn còn ảnh hưởng mình ở kiếp sau, rất khó giải trừ, tích lũy, có chỉ lập nghiệp này nhá, cần tử nghiệp và hỗ trợ nghiệp. Ai chọn đáp án A? Ai chọn đáp án C? Ai chọn đáp án chỉ lập nghiệp, đáp án B? Và ai chọn đáp án D? Thực sự khái niệm hỗ trợ nghiệp thầy cũng ít nghe. Đáp án đúng ở đây là đáp án A. Cần tự nghiệp nó chỉ thúc đẩy cho mình đi đầu thai cái khi chết, chứ còn nó không có dẫn dắt mình và ở mình ở kiếp sau. Mà những gì mình tích lũy trong đời này nó sẽ hằn sâu trong cái trí não của mình, trong cái ký ức của mình, trong cái tiềm thức của mình, gọi là thâm căn cố đế. Và khi mình chết đầu thai kiếp sau thì nó lại dẫn dắt mình đi. Thí dụ có những đứa mới sinh ra mấy tuổi nó là thuộc hết kinh chẳng hạn, hoặc là nó thích đi chùa, nó ăn đồ mặn vào là nó ói, điều đó không thể lý giải được, chỉ có thể giải thích là nhiều đời nó tu rồi, nó ăn trường trai rồi, tích lũy nghiệp đời sau nó chi phối nó, và 7-8 tuổi là đòi mẹ đem vào chùa tu thôi, ở nhà là không ở chẳng hạn, đó là tích lũy nghiệp. Câu 31. Trong bốn nghiệp, nghe kỹ câu hỏi, nghiệp nào tạo sau ở kiếp này mà lại đến trước ở kiếp sau? Cần tự nghiệp, cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp, A, B đều đúng. Ai chọn đáp án D? Ai chọn đáp án A? Rất ít cánh tay. Ai chọn đáp án B? Ai chọn đáp án C? Ba bốn người sau cùng rất tốt, nhưng thầy cũng rất tiếc. Thầy giải thích cho các vị. Thứ nhất là cần tử nghiệp. Ta hãy đọc kỹ câu hỏi. Trong bốn nghiệp, nghiệp nào tạo sau? Tạo sau tức là chuẩn bị chết mới tạo, mà lại đến trước, tức là nó quyết định chỗ đi đầu thai. Nếu đến trước ở kiếp sau mà, tức là nó là gần như nó trải thảm đỏ để ta sinh về kiếp sau. Như vậy ai chọn đáp án A? Thầy rất buồn các vị đã bị lừa. Đáp án B là cực trọng nghiệp, tức là tội mà tội tạo những cái nhân để đọa vào địa ngục, không thể sám hối. Ai chọn đáp án B? Ai chọn đáp án C? Tập quán nghiệp. Hai người rất tốt mà thầy cũng rất tiếc.
Đúng, thông thường ta sẽ hiểu là cần tử nghiệp. Khi ta chết mà ví dụ ta đang chuẩn bị rút hơi thở này, tưởng tượng này, con cháu đến nó cứ dây mình nói mẹ ơi đừng có đi, thấy đau lắm. Đúng ra là mỗi người cho nó bật tai ta đau, phải không? Nhưng mà ta không làm được, nhưng mà ta không làm được cho nên ta nội tâm sân lên. Chính cái tâm sân đó là nhận chìm mình và mình đi về những cái đau khổ sau khi chết. Đó là nghiệp tạo sau mà lại mở đường cho mình đi về. Tuy nhiên còn có cực trọng nghiệp. Ví dụ phút cuối mà thầy cũng tin cực trọng nghiệp là có liên quan. Bởi vì gần chết rồi làm sao mà có thể làm thân Phật chạy máu được, đúng không? Như vậy là nó đáp án đúng phải là A. Nhưng mà thầy rất tiếc người ta cho đáp án là đáp án D, A, B đều đúng. Cho nên câu này mình sửa lại, đáp án đúng phải là đáp án A. Câu 32. Trong 10 thiện nghiệp, Phật dạy rằng nếu ai không sát sinh thì khỏi phạm hai tội lớn. Vậy hai tội lớn là gì? Bệnh tật và chết yểu, oan trái và oán thù, giết hại các bậc Phật, vị lai Phật và giết nhầm bà con nhiều đời. Và A, B đều đúng. Câu này chọn đáp án C. Bởi vì không sát sinh thì khỏi phạm hai tội lớn. Bệnh tật chết yểu đâu phải tội lớn đâu, đúng không? Oan trái và oán thù cũng hẳn là tội lớn. Mấy câu này thầy cũng thỏa mãn lắm. Mình cứ học cái thôi rồi biết về thôi, không thi đâu. Bản chất và diễn tiến của tài sản phi nghĩa là như thế nào? Mấy câu này mình có học đúng không? Hoàn toàn chưa học. Tôi bỏ đi. À, đoán đi. Vào cửa trước và ở với người nhận. Vào cửa trước, ra cửa sau và làm hại người nhận nó. A, B đều đúng. Tồn tại lâu dài. Đáp án đúng là đáp án B. Câu chuyện người nông dân và cục vàng, các vị đã nghe chưa? Rắn độc, nhớ chưa? Thầy có kể rồi đúng không? Có người nông dân, hai ba người nông dân đang làm ruộng thì thấy có hai ông thầy đi ở trên đường, nhìn có cục vàng ai thả bên vệ đường ấy. Hai ông nhìn nhau xì xào, rắn độc, Đức Phật dạy là rắn độc, rồi bỏ đi. Thì ông ấy chắc là cũng là người thèm thịt rắn, ông chạy lên tính bắt con rắn độc, thấy cục vàng, nói mấy ông thầy tỳ kheo ngu quá, cục vàng của nó rắn độc, thế là bê về. Chưa kịp tiêu tán thì trong triều đình bị mất vàng và điều tra khắp nơi và lục ra trong nhà có cục vàng mà còn in dấu của triều đình, thế là bắt đi tù, đánh đập cho toe tua. Cuối cùng mới khai ra là các vị ông tin thì hỏi có hai ông tỳ kheo đệ tử ông Phật hôm đó đi ngang qua thấy vậy, rồi họ nói con rắn độc, rồi tôi chạy lên tôi lấy về, sau đó nhờ đi hỏi mấy thầy rồi mới được tha. Đó là tài sản phi nghĩa. 34. Tu hạnh lợi tha nhiếp hóa chúng sinh là bổn phận của bậc nào? Bậc hiền, bậc thánh, bậc bồ tát. Và B, C đều đúng. Ai chọn đáp án A? B, C, D. Đáp án đúng ở đây là đáp án D, B, C, vì cũng có bậc hiền, đúng không? Bậc thánh và bậc bồ tát. Muốn bố thí pháp phải lần lượt thực hành những gì mới được lợi ích? Câu nào mà thầy đi nhân như thế tức là thầy cũng sẽ không cho thi đâu. Muốn bố thí pháp phải lần lượt thực hành những gì mới được lợi ích? A, học pháp và bố thí pháp. B, học pháp, tu pháp, bố thí pháp. C, học pháp, tu pháp, ngộ pháp và bố trí pháp, bố thí pháp. Đáp án là C. Câu 36. Tử nghiệp pháp chưa học đúng không? Thầy, nhưng mà thầy có nói trong ra các bài giảng rồi, từ bốn phương pháp để thu phục lòng người. Pháp nào có hiệu quả nhất trong việc dụ dỗ người khác, tức là nhiếp hóa người khác đấy, quay về đường đạo? A là bố thí, B là đồng sự, C là lợi hình ái ngự, và D là bố thí và đồng sự. Dễ nhất đó là bố thí. Cho mấy con nghiền ít thuốc ma túy, nó hút rồi bây giờ nó giết ai nó giết nấy à. Câu 37. Đức tánh hòa hợp có liên hệ thiết thực với ngôi vị nào trong ba ngôi báu? Phật, Pháp, Tăng.
Câu này cũng có câu D nhá. Bản chất của Phật là giác ngộ. Bản chất của Pháp là vô nhiệm. Bản chất của Tăng là hòa hợp. Câu 38. Muốn được sinh về tịnh độ, trước tiên cần phải đủ các điều kiện như thế nào? Bố thí, vị tha, tinh tấn, đức tin chắc, lập hạnh nguyện vững vàng và thực hành đúng. C. Căn lành phước báo, nhân duyên lớn. À, ai chọn C nào? Sao ít vậy? Nghe nói to lắm mà. Ai chọn B? Vivi chọn gì? Thùy chọn gì? Ai chọn D? Ai chọn A? Đáp án người ta cho đó là B. Nhưng mà thầy vẫn, nếu như mà có đáp án D thì vẫn chọn là D. Ta bị nhầm lẫn chỗ này này. Căn lành lớn, phước báo lớn, ta thường nghe trong kinh và thường nghe quý thầy giảng. Nhưng nhớ là câu B nó còn có một cái vế là thực hành đúng, tức là không bị thiên lệch, không bị ngộ nhận. Nếu như giữ nguyên bốn đáp án thì phải chọn đáp án D. Nếu bỏ đáp án D đi thì ta sẽ chọn đáp án B. Nhớ thầy nói điều này thì đề thi có thể sẽ có. 39. Theo tịnh độ, đức tin chắc chắn phải thực hành thế nào? Thôi bỏ A là tin Phật chỉ dạy, cõi tịnh độ là có thật. Tin phương pháp Ngài dạy niệm Phật, xin về cõi tịnh độ là đúng. Tin mình có sức mạnh, thực hành theo lời Phật dạy. B. Tin Phật đưa mình về cõi tịnh độ, tin Pháp sẽ cứu rỗi mình. Tin mình có tín Phật, tự nhiên sẽ về cõi tịnh độ. A, B đều đúng, A, B đều sai. Câu hỏi là theo tịnh độ tông. Ta học bài thiền tiện song tu rồi đúng không? Ai chọn đáp án A? Ai chọn đáp án B? Ai chọn đáp án C và D? C. Ai chọn đáp án D? Tin rằng Pháp tin rằng Phật sẽ cứu rỗi mình là một cái bẫy, mà chắc chắn câu đó sẽ sai. Phật chưa bao giờ hứa cứu ai. Câu này nếu như phải chọn đáp án đúng là đáp án A. Dĩ nhiên á, hôm trước thầy có nói về tịnh độ, thứ nhất đó là cái tịnh độ thứ nhất, tịnh độ theo tịnh độ tông. Tịnh độ ta có hai cách hiệu. Cách hiệu thứ nhất là tin rằng ở thế giới Tây Phương cách đây thật là xa, về phía Tây có một thế giới y như thế, và ta cứ việc tin như vậy, cứ tin hồn nhiên như thế đi, và tu tập tinh tấn như thế đi, sẽ có những kết quả, những thành tựu cho ta. Mà các vị có thể lên mạng gọi cái bài giảng của thầy là tinh tấn tu hành. Thầy giảng ở châu Âu, có câu chuyện kể về lời thú tội của một sư cô, kể về hai ông bà nông dân nghèo ở quê, niềm tin chỉ có thể tu tập vào cuối đời vãng sinh, biết trước ngày chết. Đứa con là tiến sĩ Phật học, 2-3 bằng tiến sĩ, một sư cô ấy đi về và ở nhà để tu tập theo cha mẹ mình, bởi vì họ thấy rằng chữ nghĩa không thôi chỉ là bánh vẽ. Đó là cái tin thứ nhất. Ta cứ việc tin như thế rồi ta đi về, không ảnh hưởng, ta vẫn có kết quả. Cái tin thứ hai, ta hiểu rằng cõi tịnh độ là một cái thứ bánh vẽ Đức Phật vẽ ra để cho mình nương vào đó mà tu. Và khi nào tâm mình tịnh thì thế giới sẽ tịnh. Khi tâm ta tịnh, ta bước đi đâu thì đó cũng là vàng rồng. Nhìn một lá hoa, một chiếc lá thì đó cũng là hiện thân của Phật. Thì đó là tịnh độ tại nhân gian, gọi là từ tánh di đà và duy tâm tịnh độ. Đó là tịnh độ thứ hai. Hai thứ tịnh độ, tin thứ nào cũng được, phải không? Cho nên đấy, ta thấy những người mà ông bà già không biết chữ, họ tu ta đừng có phỉ báng. Có thể họ về đi xa hơn mình đấy, bởi vì niềm tin họ vững, họ tu tinh tấn, họ sẽ có kết quả. Còn đôi khi mình trẻ, mình học hỏi được nhiều, đôi khi chính cái học hỏi quá nhiều đó nó trở thành sở tri trưởng, hiểu biết quá nhiều, giờ bài kinh lên đọc là cứ thắc mắc, cứ tư duy. Nó cũng hay, nhưng đôi khi nó là trợ lực trong sự tu tập. Câu 40. Muốn lập nguyện vững vàng. Câu này toàn tịnh độ không à? 41. Có người thân trong lúc sắp chết, nên làm thế nào cho đúng để yên cho người đó tự thân rời khỏi, người thân tự rời khỏi thân xác theo nghiệp, tức là mặc kệ nó. B là buồn phiền khóc lóc, lưu luyến
C là niệm Phật để hộ niệm, khai thị cho họ được nhẹ nhàng siêu thoát. Thầy có sửa là khai thị mà thầy chưa kịp sửa trong PowerPoint. Chào đáp án C nhé. Câu 42, với bốn pháp niệm, thầy dừng lại ở câu hỏi này một chút. Nhiều người nghe niệm Phật để hộ niệm thì liên tưởng đến cảnh mà cả nhóm Phật tử đứng xung quanh phòng nóng bức mà cứ niệm suốt ngày nghe in ỏi. Ta đừng có ngộ nhận hộ niệm là như thế, đó chỉ là một cách mà thôi. Người ta tin như thế và hộ niệm như thế. Hộ niệm đúng cách tức là ta ngồi bên cạnh, hoặc là bạn bè thân hữu cùng ngồi bên cạnh, và phải có một vị hoặc là tăng ni, hoặc là cái người mà có uy tín với người mất, nói với họ là ân sắp mất rồi, thân xác này sẽ trở về với cát bụi, và trước khi ân ra đời là hai bàn tay không, bây giờ ân sắp ra đi hai bàn tay trắng, ân hãy nhẹ nhàng nhìn mọi cười lần cuối, mỉm cười mà ra đi. Cuộc đời này như một chuyến tàu, ai cũng đang xếp hàng. Hôm nay ân đi, ngày mai đến lượt chúng tôi, không có gì phải lưu luyến buồn phiền. Mọi người ở lại sẽ làm hết những việc mà ân đang còn dang dở, mong ân nhẹ nhàng ra đi. Như thế gọi là khai thị và hộ niệm cho họ. Chữ hộ niệm ở đây tức là không phải cứ phải niệm Phật mà cứ niệm in ỏi là hộ niệm. Ta có thể, xin lỗi, cái người sống cả đời họ là một nghệ sĩ, họ chỉ mê nghe nhạc quên ăn cơm, lúc đó mời một ca sĩ họ thích về hát cho họ nghe là hộ niệm. Cái người mà ghét cải lương mà giờ gần chết mà kêu cải lương về tra tấn thì đó là một cái cách hộ niệm rất là cực đoan. Hộ niệm là phải hiểu người đó, thấy không? Miền Nam mình rất là hay, và miền Trung mà cái chết nó rất là nặng nề, khóc lóc rưng trời. Trong Nam mình là kêu nhạc sĩ về hát, chơi nhạc sống, cứ bê đê về diễn luôn, ngày mai tiến đi. Cái chết rất là nhẹ nhàng, người đi cũng nhẹ nhàng, người ở lại cũng nhẹ nhàng. Ta sang bên Tây có thể cái chết họ còn nhẹ hơn nữa cơ. Thầy thấy cái chết của họ thì nổi da gà, để nằm trong tủ lạnh cả tuần. Liên hệ được những cái nhà tang lễ nên mời thầy xong là nguyên cái tang lễ họ chỉ kéo dài 2 tiếng. Đến đó đặt lên những cái dàn, rồi đọc điếu văn, rồi tượng niệm, lên bỏ cành hoa hạ xuống rồi. Thầy đến làm lễ, thầy chỉ được nói không quá 5 phút, chỉ được tụng kinh không quá 5 phút, đó là 10 phút, ưu tiên lắm rồi đấy. Chủ tịch Hội Người Việt mà tại châu Âu chỉ được phép lên phát biểu gọi là chia buồn 3 phút là tối đa. Rất là khó. Người miền Nam mình chết dễ siêu ha. Câu 42, bỏ đi. Chúng ta học ít về tịnh độ mà cái bộ đề này toàn là nói về tịnh độ không ạ? Ba đường ác trong luân hồi là gì? Thân ác, khẩu ác và ý ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ai chọn đáp án C? Giơ tay lên những cái máy vậy bạn. Cái này là do học không chú ý. Ba cõi này gọi là tam giới, và địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thực ra nó nằm trong dục giới mà thôi. Và ba đường ác chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Câu 45, câu này đáp án là đáp án B. Câu 45, dùng tam nghiệp lần, ba nghiệp lần, thân khẩu ý để hóa độ chúng sinh, có nghiệp nào giống như đồng sự trong tứ nhiếp pháp? Đồng sự, thân khẩu ý, đồng sự là làm chung. Làm chung thì chỉ có cái thân mới làm chung, cái miệng đâu có làm chung được, đúng không? Đáp án câu này là đáp án B, đáp án A, khẩu thân nghiệp. Câu 46, dùng khẩu nghiệp để diệt hóa chúng sinh thì giống như cái gì ở trong tứ nhiếp pháp, là đồng sự, ái ngữ, lợi hình hay bố thí? Dùng cái miệng thì ái ngữ. Câu 47, ý nghĩa dân từ ta bà là gì mà khi nhắc đến người theo Phật thường bảo ta bà là khổ? A là sân hận, B là tham lam và si mê, C là vô thường biến chuyển và nhiều đau khổ, D là khổ đau. Câu là C nhé. Đáp câu 47 đáp án là C.
Câu 48 theo từ nguyên chữ Hán, dân từ Tịnh Độ được hiểu sát nghĩa là gì? Sung sướng, an vui, hết khổ và an tịnh. Đáp án đúng là đáp án D. Nó cũng sung sướng, nhưng mà sung sướng là cực lạc. Nếu như thầy cái câu hỏi là cực lạc thì ta lại chọn là sung sướng, còn gọi là cực sướng. Còn thầy nhớ khi thầy học và khi thầy học tiếng đại học tiếng Anh năm thứ hai, ông thầy dạy dịch tiếng Anh, ông là ông gọi là ông trói thầy không à? Ông nói tôi biết cái nhà Phật có một cái cõi niết bàn, tôi không biết niết bàn là gì nhưng tôi biết đó là cõi cực sướng. Lớp nó chỗ quê thầy. Đây, câu 49, trong tam bảo đối tượng quan trọng nhất cho người tu tập nương tựa có rồi đúng không? Lúc này nói rồi gì? Phật pháp hay tăng? Hãy nương tựa pháp, lấy pháp làm thầy. B. Câu 50, tam pháp ấn sẽ được học ở lớp nâng cao. 51, phải tin như thế nào mới gọi là đức tin trong Phật giáo? Chúng ta học bài về đức tin chứ hả? Kinh Kamala đó. Chưa học hả? Thầy Ngộ Phương có dạy không? Chưa. Có dạy rồi hả? Đức tin Kinh Kamala gì? Rồi, trả lời câu hỏi này. Tin vì trước đó có nhiều người tin. Tin vì ông bà cha mẹ ta tin. C. Tin vì mình suy xét thấu đáo, thấy đúng và có giá trị. Và D. Tin vì người yêu mình tin. Chọn đáp án nào? Đáp án C. Câu 52, biểu tượng Phật Thích Ca ngồi an tọa đôi mắt ngó xuống là ý nghĩa gì? A. Nhìn xuống để xem chúng sinh đảnh lễ ngài có thành kiến không. B. Dạy chúng sinh tu tập phải luôn quay lại quan sát nội tâm của mình. C. Dạy chúng sinh tu tập phải ngồi yên bất động, ai làm gì mặc kệ. Và câu D. Nhìn xuống xem chúng sinh củ chuối đã chín chưa. Chọn đáp án nào? Đáp án B, quá dễ. Câu 53, biểu tượng Phật Di Đà một tay duỗi xuống có ý gì? A. Chờ tiếp dẫn chúng sinh ở cõi ta bà đưa về cực lạc Tây Phương. B. Dạy chúng sinh đang chữa đầy mê mờ ô trược mau tu tập gạn lọc như ngài để về được cảnh giới thân tịnh trong sạch có sẵn của mình. C. Duỗi tay xuống để thả phao cho chúng sinh bơi. D. Là tất cả đều đúng. Chọn đáp án nào? Ai chọn đáp án A nào? Những người chọn đáp A rất là tốt, nhưng mà thầy rất là tiếc. Câu đáp án đúng nhất phải là B. A vẫn đúng nhưng mà không đúng nhất. Rồi câu 54, biểu tượng Phật Di Lặc với năm đứa bé Bu Phân nói lên ý nghĩa gì? A. Tu tập phải có nhiều người cùng tu. B. Tu tập để có bụng to như ngài. C. Tu tập phải luôn hoan hỷ, có lòng vị tha và xả bỏ mọi thứ chướng ngại xung quanh. D. Để có nụ cười như ngài. Đáp án C. Mấy cái này là biết là thầy soạn này, thấy không? Câu 55, biểu tượng Bồ Tát Quan Thế Âm với cần dương cam lồ có ý nghĩa gì? A. Bồ Tát dạy chúng sinh hãy siêng niệm lễ lạy và cúng chuối cho ngài, thì ngài sẽ lấy nhìn dương liệu những nước cam lồ mà rạy cho người đó. B. Là Bồ Tát dạy người tu tập phải luyện tỉnh dẻo dai, tức là tỉnh tùy duyên kiên nhận như cây dương liệu, dần dần sự nóng bức và loạn động của ta sẽ chuyển thành mát mẻ như nước cam lồ. Quá dễ đúng không? Nhớ chưa? Nhìn dương liệu có ý nghĩa đó. Gió thổi thì nó sẽ đi theo chiều gió, nó không chống, nhưng hết gió nó là trở về ban đầu. Như thế gọi là tùy duyên mà bất biến. Và cam lộ, chữ lộ tức là xương, chữ cam là ngọt. Cam lộ là ngọt như xương. Bồ Tát Quan Âm với ý nghĩa đó, tay cầm nhìn dương liệu, lấy cái nước cam lộ rải cho chúng sinh đang
khô khát, đang đói khổ với thế giới nhiều hận thù ích kỷ này. Câu 56: người Phật tử thọ trì ngũ giới, tu tập nhân thừa, được quả vị gì trên con đường giải thoát? Phước báo nhân gian, thông minh giàu có. AB đều đúng, AB đều sai? A chọn A. A là đúng. Thầy xin chúc mừng các những người đã chọn sai. Ai chọn đáp án khác? AB đều đúng. Ai chọn AB đều đúng nào? Thầy cũng xin chia buồn luôn, AB đều sai. Người Phật tử thì mục tiêu của họ là phải giải thoát, chứ không thể là chỉ có cầu quả báo giàu có được, không thể cầu quả báo nhân gian được. Mục tiêu tối hậu phải là làm Phật. Cho nên đáp án là AB đều sai. Đáp án D. Câu 57: quả vị giải thoát trong Phật giáo được hiểu là gì? A. Đạt được tuệ giác vô ngã. B. Đạt được thần thông. C. Giàu sang phú quý. D. Phước báo và tuổi thọ. Quá dễ, dùng phương pháp loại trừ là sẽ có ngay kết quả. Quan điểm mà giải thoát vô ngã, trí tuệ vô ngã là một cái khái niệm rất là quan trọng trong nhà Phật. Khi nào ta đạt đến cái tuệ giác vô ngã, ta sẽ nhìn thấy, nhìn sâu được như Bồ Tát Quán Âm, nhìn thấy vạn pháp đều ngũ uẩn giai không, giống như trong kinh Bát Nhã ta thường tụng. Đó là định và là cái mục tiêu tối hậu của quả vị giải thoát. Chứ đừng có nghĩ là phải được cái này được cái kia, không? Càng tu là càng rùng hết. Đó là tu đúng. Câu 58: những đặc điểm của đạo Phật là gì? Giáo điều, lệ thuộc, cầu nguyện, tự do tư tưởng, minh định giá trị con người, từ bi hỷ xả, thực tiện và vô chấp, lễ lầy, mơ tượng, huyền hoặc. A, B đều đúng. Đáp án B là đáp án đúng. Câu 59: tử bất hoại tính, thầy nhầm nhé, tử bất hoại tính hay bốn tâm cao thượng mà Phật dạy trong kinh Người Áo Trắng là những tâm nào? Tin Phật, tin thần, tin kinh điển và tin tập tục. Tin nhân quả, tin vào Phật, tin nghiệp báo, tin thánh tăng. Tin Phật, tin pháp, tin tăng và tin thánh giới. D, tin vào từ bi hỷ xả. Ai chọn B? Giơ cao lên chút nữa. Cao lên chút nữa. Thầy rất tiếc. Ai chọn đáp án B? Ai chọn đáp án C nào? Đáp án C. Thầy chúc mừng những người đáp án C. Phật pháp tăng và thánh giới chính là bốn cái trong tứ bất hoại tín. Bốn niềm tin bất hoại này là điều kiện đầu tiên để đạt được sơ quả tu đạo hoàng. Trong kinh Người Áo Trắng mà sư phụ Nhật Từ dịch ấy, là có cái đoạn là hãy để từ Người Áo Trắng quán tưởng Đức Phật là bậc giác ngộ thế này, quán chiếu pháp, quán chiếu tăng và quán chiếu thánh giới của Phật. Còn Phật, thần, kinh điển, tập tục yến đúng rồi. Nhân quả, tin vào Phật pháp, tin vào nghiệp báo, tin vào thánh tăng cũng đúng, nhưng nó không là tứ bất hoại tính hay là bốn tâm cao thượng. Câu 60: khi tu tập, đối với phiền nào làm chướng ngại, ta phải xử lý thế nào? A. Cố tình diệt trừ. B. Chuyển hóa. C. Phớt lờ. Và D là cường điệu hóa phiền não. Quá dễ đúng không? Câu 61: có hai phiền não làm chướng ngại người tu tập, nội chướng và ngoại chướng, đúng không? Vậy khi tu tập nên tập trung chuyển hóa chướng nào trước? Oan gia trái chủ tức là ngoại chướng, tham sân si là nội chướng. AB đều đúng, AB đều sai. Ai chọn đáp án C? C, AB đều. Cánh tay bạn rất cao mà thầy rất tiếc. Đáp án đúng phải là đáp án B, phiền não tham sân si, đó là nội chướng. Ta phải gọi là câu hỏi là cái nào trước mà. Ta phải đủ cái nội lực thì ta mới đi ra đối mặt với những phiền não bên ngoài.
Câu 62, khi tu tập xong thân văn thừa, tức là chuyển đổi được chướng nào trong hai chướng, nội chướng và ngoại chướng, hay chuyển hóa được cả hai chướng, và không có chướng nào? Không biết. Câu này đáp án thì đáp án A đấy. Lúc nãy tôi nói là khi tu tập chuyển hóa cái nào trước, thì ở trong ba cái cấp độ mà trong kinh chia ra, thân văn thừa là thấp nhất, thì phải chuyển hóa được nội chướng, không còn tham sân si. Mà ở trong giáo lý khi học về A-la-hán là đoàn trừ được năm hạ phần kiết sự. Câu này đáp án đúng là đáp án B, nội chướng, nội chướng ngại từ bên trong. Câu 63, muốn hết khổ phải làm gì? À, phải loại trừ cái gì? Cái quả, cái duyên, cái nhân và A-B đều đúng. Cái gì ạ? Muốn được hết khổ phải loại trừ cái gì? Nhân. Trừ cái nhân hay cái quả hay cái duyên? Nhân. Ai cho là cái nhân giơ tay? Ai cho là cái duyên giơ tay coi? Khái niệm duyên là một khái niệm mờ mờ, nó gồm có nhiều nhân. Còn nếu sẽ toạc cái túi đâu ra thì toàn là nhân không ạ? Đáp án đúng. Hả? Sao? A, B đều đúng. Cái quả là mình hình như không thay đổi được cái quả, mà ta chỉ có thể tạo những cái nhân khác để bù cho cái quả mà thôi. Nhưng câu này cũng không thi. 64, Đức Phật dạy nên chú trọng đến thần thông nào khi tu tập? Thực sự Đức Phật chưa có hề dạy mình về chú trọng thần thông. Nhưng giả sử mà Ngài có biểu mình chú trọng thần thông, thì Ngài sẽ dạy mình chú trọng thần thông nào? Túc mệnh thông, lậu tận thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông. Ai chọn đáp án B? Thầy xin chúc mừng những cánh tay ít ỏi. Lậu tận thông chính là cái thần thông mà giúp mình đoạn trừ hết những cái vướng mắc còn sót lại trong lòng mình, trong phiền não. Đức Phật khi quả chứng đắc quả vị cuối cùng là lậu tận minh, cái sáng suốt để đoạn trừ hết những cái lậu hoặc còn sót lại trong mình. Đó chính là sợi dây trói buộc mình trong phiền não, khổ đau và luân hồi. Câu 65, khi tu tập chúng ta nên nhờ sự phò hộ của ai để chấm dứt khổ đau? Đức Phật, cựu Huyền Thất Tổ, cựu Thiên Huyền Nữ, Thánh Tổ, Đà Mẫu Nguyên Quân, Lỗ Bang Lỗ Bắc, Nhị Vị Tôn Thần, hay là bản thân, hay là Thượng Đế? Chúng ta phải cầu vào bản thân mình. Đáp án C nhé. Câu 66, người dứt khổ là người như thế nào? Người có trí tuệ, có lòng thương, có tâm vô chấp, vô tham, vô sân và vô si. A, B đều đúng. Người dứt khổ. Ai chọn đáp án A? Ai chọn đáp án C? Đáp án này, câu này hơi mờ mờ, nhưng đáp án này phải là đáp án đúng nhất. Câu này đáp án C ạ. Câu 67, cõi tịnh độ an vui của Phật Thích Ca là từ cõi nào tu tập mà chuyển đổi thần? Cõi Ta Bà, cõi Địa Ngục, cõi Ngạ Quỷ và cõi Tây Phương. Đức Phật chưa hề về Tây Phương mà cướp xâm chiếm thế giới Tây Phương tịnh độ nhá. Đáp án đúng là đáp án A, cõi Ta Bà. Câu 68, muốn chuyển đổi oan gia trái chủ nợ nần nhiều kiếp phải tu hạnh nào? Hạnh chư thiên, hạnh chư tăng, hạnh Bồ Tát hay là hạnh A-tu-la? Đáp án đúng là đáp án C, vì mấy thầy vẫn bị oan gia trái chủ như thường. Câu 69, Đức Phật ngày xưa khi đang tu tập có chúng sinh cần độ, Ngài đều hẹn chứng quả xong sẽ độ, phải không ạ? Ví dụ vua Tần Bà Sa La. Ngày nay chúng ta tu tập nhờ đâu mà vừa tu phần mình vừa hình hạnh Bồ Tát độ cho mọi người? A là chúng ta là hầu sinh khả úy, giỏi hơn Phật. B, Phật đã để lại con đường tu tập trọn vẹn, không còn sợ lầm lạc. C, hướng dẫn mọi người có đúng sai chung chung cho duy. Và D, được phước nhiều.
đáp án đúng của đáp án B. Câu 70, khi thờ Phật, người Phật tử hiểu gì qua biểu tượng Đức Phật ngồi, Đức Phật đứng? A. Thờ Phật ngồi, Phật sẽ bất động, không ra ngồi cho mình. B. Thờ... Các vị tự đọc câu hỏi đi ạ. Rồi. Đáp án C nhá. Câu 71. Chết. Chết từ theo chữ Hán thì từ thấn nên hiểu sát nghĩa là gì? Dù thấp hay cao, luôn từ chủ được mình hướng về nẻo chánh. Tu tập cao mới là thấn. Hay là AB đều đúng, hay là AB đều sai? Đáp án đúng phải đáp án A. Bởi vì ta hiểu chữ thánh ở đây ấy, là nó ngược với chữ phàm. Một người phàm cho dù chưa chứng thánh, nhưng họ đang đi trên con đường thánh thiện, thì tức là họ phải là một hành giả trên con đường thánh. Chẳng phải cứ phải tu tập cao mới là thánh nhá. Đáp án đúng là câu A. Câu 72. Phật tử nên ăn chay vì thuận lợi cho sự tu tập, giảm thiểu hận thù, tăng trưởng từ bi. Ăn chay là xu hướng của thế giới. Ăn chay giúp ta thành Phật. Ăn chay để chứng tỏ mình là Phật tử. Đáp án A. Câu 73. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có tính Phật. Vậy khi đang là chúng sinh thì tánh Phật nằm ở đâu? Tu lâu sẽ có. Chờ Phật cho. Đang ở trong tính của chúng sinh. Hay ABC đều sai? Ai chọn đáp án D? Ai chọn đáp án C? Rồi đúng rồi, đáp án đúng là đáp án C. À, ta hiểu rằng tính Phật và tính chúng sinh là hai mặt của một vấn đề. Với như tính của chúng sinh là bóng tối thì tính của Phật là ánh sáng. Ta chỉ có thể tìm được ánh sáng từ trong bóng tối mà thôi. Xa rời bóng tối mà đi tìm ánh sáng là điều vọng tưởng. Giống như nước đục và nước trong, ta chỉ có một ly nước duy nhất mà ta buộc ta phải tìm nước trong, thì ta chỉ có thể tìm nó từ trong ly nước đục bằng cách bỏ phần chua vào, quậy quậy đi để cho nó lắng xuống thì sẽ là nước trong. Nếu chỉ có một ly nước duy nhất mà đổ nó đi thì không còn giọt nước nào, không thể mong cầu có được giọt nước trong. Cái đó gọi là nguyên lý tương tức trong Phật giáo. Phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn, phàm phu tức là thánh trí. Cho nên trong kinh mới nói rằng là cái gì mà Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, do như cầu thổ giác. Nghĩa là Phật pháp giải thoát nằm ở ngay cuộc đời này, không hề rời khỏi cuộc đời dù gang tấc. Ai mà rời bỏ cuộc đời mà đi tìm giải thoát, đi tìm Phật pháp thì chẳng khác nào đi tìm lông rùa sừng thọ. Con rùa không có lông, con thọ không có sừng. Nghĩa là vậy, bệnh viện không có. Câu 74. Câu này đáp án là ở trong chúng sinh nhé. Câu 74. Trong những bộ kinh đại thừa, kinh nào với ý chỉ Phật khai thị mở bày cho chúng sinh nhận ra tính Phật có sẵn trong mình? Kinh Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn. ABC đều đúng. Câu này khó. Nguyên yếu của từng bộ kinh thì sẽ được dạy ở lớp nâng cao. Thầy hứa sẽ dạy mấy cái này. Đây là sở trường của thầy. Mình sẽ dạy ở lớp nâng cao. Đáp án đúng là đáp án B, Pháp Hoa. Có thể bỏ, có thể thi, hay suy ha. Câu 75. Theo Phật giáo Bắc Tông, đối tượng được Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa là ai? Bồ Tát Thượng Thừa. Chúng sinh còn mê mờ, chúng sinh vừa biết tu tập, và A-la-hán. Câu này chưa học, nhưng thầy nhớ rằng là trong bài giảng đầu tiên, giảng thứ hai thầy có nói tương truyền rằng là bảy tuần thất Đức Phật không rời khỏi Uruvela. Ở đó Ngài tận hưởng cái pháp vị giải thoát. Và tương truyền rằng trong suốt
3 tháng đó Ngài đã giảng kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát. Thứ hai Kinh Hoa Nghiêm, thầy nhầm. Mà sau này chính vì vậy mà ý nghĩa Kinh Hoa Nghiêm rất là thâm sâu. Ít bữa lên lớp nâng cao sẽ học Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm, học cho biết đó. Ở đây chúng ta biết là đáp án là Bồ Tát Thượng Thừa, nhưng sẽ không đưa vào câu hỏi thi cả hai câu vừa rồi. Câu 76: trong con đường tu tập gặp chướng ngại ta phải làm sao? Cầu Phật dạy dùng chướng ngại, cầu chư thiên hộ pháp giúp đỡ, nhờ thầy về cúng dương sao dạy hạn, và nương lời Phật dạy, lấy chướng ngại làm môi trường thử thách, tự mình dụng khí vượt lên. Mấy thầy cũng về cầu cúng dương sao hả? Có 77: đạo Phật có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là gì? Qua sự thiền cảm và ca người của con người thời đại, là nghi lễ, là triết học, là phương thức sống, là lẽ sống, là con đường sống để có hạnh phúc, hay là thần thoại? Tiếng Anh gọi là the art of living, nghệ thuật sống. Đáp án C. Câu 78: trong kinh Chuyển Pháp Luân, bài pháp đầu tiên Phật dạy về con đường trung đạo, vậy con đường trung đạo là gì? Trấn hai cực đoan, ép sát khổ hận và đam mê dục lạc. À, liền nhỉ? Rồi học tụ đây. Tu tập khổ hạnh ép sát, buông thả theo dục tính tự nhiên, mơ tưởng siêu huyền, sống khổ hạnh và không đam mê dục lạc. Đáp án nào ạ? Quá giỏi. Câu 79: đạo Phật truyền vào Việt Nam từ mấy hướng? Một hướng Ấn Độ, hai hướng hướng Đông và hướng Tây, hai hướng Bắc truyền và Nam truyền, và D là nhiều hướng. Ai chọn D ạ? Rồi xin mời bạn. Nhiều hướng là có hướng nào nữa? Có hướng nào từ trên nó truyền xuống không? Đáp án đúng là đáp án C. Chứ học bài đó hả? Sự truyền thừa của Phật giáo Việt Nam đấy. Đáp án C. Câu 80: với người phàm phu, cái gì gọi là vô thường? Cái gì là vô thường thì khổ hay vui? Vì sao? A. Cái gì là vô thường thì khổ vì chịu sự biến hoại. B. Cái gì là vô thường thì vui vì chịu sự biến hoại. A, B đều đúng, A, B đều sai. Đó là mấu chốt. Đề người ta ra không có với người phàm phu, cho nên rất dễ tranh cãi. Vô thường không phải khi nào một căn rừng bị cháy nó trùi à, sau mấy ngày, mấy tháng một cơn mưa xuống thì những mầm non nó đâm trùi từ trong đống rác, sự sống hiện hình. Cho nên mới có cái nhà văn Nguyễn Khải đã viết ở trong Mùa Lạc là cái sống hiện hình từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những đau khổ gian hy sinh. Ở đời không có cái điểm cuối cùng mà chỉ là những ranh giới. Quan trọng là ta có đủ sức vượt qua những ranh giới ấy không? Cho nên đối với người phàm phu thì đáp án phải là đáp án A. Còn nếu không có người phàm phu thì đáp án đúng phải là đáp án A, B đều đúng, hoặc A, B đều sai gì đó cũng được. Và như thế về lý thuyết là chúng ta đã đi qua hết 80 câu hỏi ôn tập. Thầy cũng nói thêm một điều như thế này, thầy nhắc lại một điều nữa là có một số câu hỏi có vẻ như có một số người vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Thầy cũng hiểu điều này, chính thầy cũng không thỏa mãn. Nhưng mà vì thầy cứ copy đại để có tài liệu cho lớp, cứ chiều lúc 4 rưỡi thầy mới gọi cho anh Cường đi in bài. Và hôm nay thầy đi cũng trường hạ với chùa, thầy phải về sớm là để làm cho kịp bài. Thứ hai nữa là sẽ có khoảng thêm 20 câu hỏi chưa có trong này, thầy sẽ đưa vào trong bài thi, bởi vì những cái nội dung đó liên quan đến những bài học ta đã học. Nhưng thầy hứa đề thi sẽ dễ chứ không có khó, và không có đánh đố đâu. Tại vì sẽ được yêu cầu là đọc kỹ câu hỏi, và cái nào câu hỏi nào có nhiều cái điểm ẩn thì thầy sẽ gật chân in đậm cho quý vị. Điều thứ hai, thi sẽ không có rớt, sẽ đánh giá mà thôi. Thứ ba nữa, thầy sẽ nói luôn về cái cơ cấu, cái kết cấu của cái bài thi. 45 câu hỏi trắc nghiệm cho lớp đánh trong vòng 45 phút, và một câu
tự luận hoặc hai câu tự luận, trong đó có ít nhất một câu về thiền mà thầy Ngộ Phương sẽ là người ra đề. Tổng bài thi đó cộng lại sẽ được tính thành thang điểm 7 mà thôi. À, thang điểm 70 chứ quên. Thang điểm chuyên cần là chiếm 15 điểm. Và thang điểm làm bài thảo luận được gửi trên mail của lớp là tính thang 15 điểm. Cộng lại là 100 điểm. Không có bài thì điểm tối đa chỉ là 75. À, 85. Thầy nói thêm một điều thứ hai là thế này. Trong cái buổi bế giảng, ngoài trừ cái giấy chứng nhận của sư phụ và chùa trao cho chúng ta, còn có một số phần thưởng. Trong đó sẽ có phần thưởng, 5 phần thưởng dành cho 5 người có điểm thi cao nhất. 2, 3 đến 4 phần thưởng dành cho người có nhiều bài thảo luận nhất. Và khoảng gần 10 phần thưởng dành cho những người đóng góp tích cực nhất trong các lớp học. Phần thưởng này thì thầy sẽ thương lượng với thầy Quảng Tín. Nhưng mà quý vị yên tâm, hai thầy Giáo Thọ, thầy và thầy Ngũ Phương, ít nhất cũng sẽ có 5-7 phần thưởng của mỗi thầy, gọi là phần thưởng riêng để cho quý vị khích lệ mọi người cùng tu học.